Vâng, xin được gửi lời chào tới quý cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với số phỏng vấn. Kính thưa quý cô bác anh chị và các bạn, lần đầu tiên cho em chủ số phỏng vấn xin được gửi lời chào, lời chúc mừng năm mới tới toàn thể quý cô bác anh chị và các bạn, một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Chúc quý cô bác anh chị đạt được mọi ước nguyện trong cuộc sống cũng như là những cái điều mà chúng ta hằng mong ước. Kính thưa quý vị, là cái thời khắc giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cũng sắp đến gần. Và trong suốt hành trình một năm đã qua thì số phỏng vấn cũng đã có những cái sản phẩm, những cái mặt hàng để trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị và các bạn trong một năm vừa qua. Thì cũng thay mặt số xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới quý cô bác anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi, đồng hành cũng như là ủng hộ số suốt một năm qua, mua những cái sản phẩm của số. Thì cũng kính chúc quý cô bác anh chị thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong một năm vừa qua. Thì trong cái quá trình phục vụ thì không thể tránh được những cái nó chưa được là tốt, thì mong quý cô bác anh chị hết sức là thông cảm. Và sang năm mới này thì shop sẽ cố gắng là làm sao mà tối ưu hóa bộ máy để quý cô bác anh chị đạt được cái mức hài lòng tốt nhất về sản phẩm cũng như về cái cách cung quy cách phục vụ cũng như là tiếp nhận đơn hàng và chuyển đơn cho cái khách, làm sao mà nó được là tốt nhất và đảm bảo cái thời gian cũng như là cái hành trình để cái khách có thể nhận được hàng sớm nhất và được mọi sự hài lòng nhất. Thì trong một năm vừa qua thì cũng rất là trân trọng cảm ơn tới quý cô bác anh chị, đặc biệt là các khách hàng đã thường xuyên, các khách hàng thường xuyên mua hàng của shop cũng như là xem theo dõi kênh. Đấy, thì các bác tiếp tục nhấn đăng ký, nhấn like và theo dõi cũng như là chia sẻ cho tới nhiều quý khán giả biết tới shop nhiều hơn, cũng như là xem và mua các mặt hàng của bên shop. Thì một lần nữa em là chủ shop Phạm Huấn cũng xin được gửi lời chào, lời chúc mừng năm mới tới toàn thể quý cô bác anh chị và các bạn, một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, thành công trên bước đường học tập cũng như công tác của mình. Đặc biệt là chúc quý cô bác luôn luôn là có sức khỏe. Đấy, và được mọi sự như là mong muốn. Xin gửi lời cảm ơn chân thành của shop tới quý cô bác và chúc mừng năm mới. Happy New Year, chúc mừng năm mới.